Nguyệt lại vừa bán được một túi ni lông kia rồi. Đấy. Lại có tiền. Thế mà bán thôi. Bán mấy cái con tiền mua rau mua đâu. Bây giờ cũng chỉ ăn rau ăn đậu thôi. Mùa này tầm này ăn rau ăn đậu đến Tết mới có thịt. Thịt cá thì có ai ăn đâu, toàn rau dưa qua ngày thôi. Kia kìa, nhưng mà bên kia toàn bán thịt mua rau thôi kìa. Làm mấy cây con cuốn bán. Cái mô hình hay đấy, sắp tới em phải nghiên cứu cái mô hình này, cạnh tranh cái. Yeah. Làm lấy mấy hectare, lấy mấy hectare xong rồi để Nghệ Nguyệt đi bán hộ. Ok không? Được. Được, chốt nhá, chốt kèo. Ai chà. Quả này vào càng kinh đấy nhỉ. À, cu đấy à? Kinh nhỉ. À, hôm nay có vẻ như không thấy những cái để dưới này đâu nhỉ. Dọn hết rồi. Xong rồi đuổi khách đi thế kia, bạn vào đây đi. À, mình hôm nay nhìn đi vào nó không vướng chân nhỉ. Mọi khi đi vào vướng nhiều thứ dưới lắm. Con này kiểu như sơn màu đồng của chân hay sao ấy? Giá đồng á. mạ đồng. Ai chà. Được đấy nhỉ. Cái này là bao tiền đấy bác cả? 3,5 triệu. Anh à, giật mình quá anh à. Hơn cây dưới kìa. Cây trên cùng kìa. 50. Được quá nhỉ. Sao nào mày hỏi loạt đi. Cây này thì vừa 25 thì vẫn nhớ đúng không? Ôi vẫn thế. Con này 18 hay là bao nhiêu nhỉ? Pida là bên kia bên này nhỉ? Bên này à? 17 à? 17 củ. Rồi. Sơ giá rồi đấy. Còn cây ôm đá kia thì bao nhiêu? Đây. 3 triệu. Rồi, bắt đầu đi vào chi tiết nhá. Cho đi ngay. Được đấy nhỉ. Sao? Có gì ăn à? Thơm. Hiếu nhắc mới nhớ đấy. Sao đuổi khách đi thế? Mày vướng víu lắm. Vào càng hơi vướng. Ok, một xong. Đây để xem từng cây một. Nhà này nó lại có cái nghề mạ đồng. Thế kình 3 triệu. Được đấy nhỉ. À ừ, 3,5 triệu, chết nhầm. Nào, đọc lại số liên hệ nào. Số gọi là 0988179836. 0988179836. Rồi, ok. Nghệ Khang à, gọi cho Nghệ Khang à. Rồi, dưới. Tương đối nhiều dưới này, tâm viết này. Cà phê nào?
mát thật. Hôm nay đi chợ sướng nhỉ, mát thế nhỉ. Chẳng có tin nắng nào. Đây, vừa mới bảo là nhìn tươm tươm tiền đây, quên bố giá rồi nhưng mà đại loại 50 triệu. Ở đấy 50 triệu. Để xem nào, trèo lên phát xem nào. Xách à, thế à? Để xách cái quần lên phát xem không lại nứt quần. 50 triệu à? Tỉnh ra nhỉ. Ghê đấy nhỉ. Cao khoảng độ 1m50. Hai hai thằng đồng nghiệp đã làm quen với nhau chưa? Hai thằng đồng nghiệp làm quen với nhau chưa? Anh em nghiệp đoàn với nhau mà chả thấy ngồi lại ngồi cùng chung sới này. Đấy, đứng trên nhìn xuống đây. Đứng trên cao nhìn xuống đây. Nhìn xuống Trung Nguyên đây, Bình Định Thiên Hạ đây. Kinh đấy. Con này có khối u hơi nặng. Tưởng đây là thoái vốn cho con làm ăn hết. Cái này bao tiền nhỉ? Cái này 3 triệu. 3 triệu. À. 3 triệu. Báo rẻ quá bố lại khó trả lời đấy nhá. Kinh à, chồng mông dĩ. Á đấy. Con này nó lại lộn phộc dưới đây nhỉ? Nó lại ở đây à? Tưởng cái này nó phải ở dưới nhỉ? Hay nhỉ? À, con này. À đây con này nó. Tức là con này nó chủng mốc không nó. Nó gập bụng nó cúi lên trên. Kiểu như thế này này. Nó. Như cái bọn yoga ấy. Nó đứng hai chân này xong nó gập bụng nó lại ngóc lên. Bọn này công nhận. Con này là cây tập yoga đấy. Đấy. Thể thao đấy. Vâng, yoga này. Đúng chỗ này thì lộn lên lên đầu này. Chào Phúc Kiến này, quấn quýt nhỉ. Nhìn này, quấn quýt yêu thương đấy. Hoa đây. Đấy. Một khách đấy. Hoa lá cành. Ok đấy. Đây con này bấm đi thôi, chờ làm gì nữa. Bảo bấm đi cho nó gọn, mất này cho nó vậy. Con này mới mới được chợ không được cái thì chưa. Chưa. Thế là bảo bao tiền nhỉ? Con này đơn vị bảo 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. À đấy, ông nghe có yêu thương được không? 3 triệu rưỡi. Xì đẹp. À. Đấy. Ông lại đi qua rồi. Thôi, bán hàng nhá. Vâng. Sang bên Nghệ Luyến cho xem nào. Nghệ Luyến. Anh em ủng hộ Nghệ Luyến đi. Toàn cây tiềm năng đấy. Toàn cây tiềm năng này này. Quá kinh luôn à. Nhìn muốn mua cả xe. Mua cái xe thôi. Rồi. Một câu chuyện vui.
chắc được mỗi cây này đợi có tí